mọi người đã quay lại với video ngày hôm nay của Gradient. Mình là Mai, đến từ cửa hàng xe máy An Thịnh Phát, rất là quen thuộc với mọi người rồi đúng không ạ? Hiện tại thì Mai đang đứng ngay tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào đang có nhu cầu mua xe và tư vấn về xe thì cứ liên hệ qua số hotline Zalo của Mai là 0325333789 ha. Rồi, và hiện tại thì Mai đang cho các bạn xem qua một em Honda Future phiên bản 2023. Và như các bạn biết là ngày 3 tháng 1 vừa rồi thì Honda Việt Nam vừa cho ra mắt một em xe Honda Future phiên bản 2024 mới nhất. Nên là hôm nay thì Mai sẽ ra video cho các bạn, so sánh cho các bạn xem cái điểm khác biệt giữa 2023 và 2024 nó sẽ như thế nào nhá. Và hiện tại thì cho tới thời điểm hiện tại thì kể từ ngày 3 tháng 1 thì Future chưa có được ra mắt và chưa có được giao bán tại các đại lý xe máy, mà cho đến ngày kể từ ngày 18 tháng 1 thì mới được ra mắt và mới được cập bến tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Nhưng mà hôm nay thì Mai sẽ ra video trước và sẽ so sánh cho các bạn xem qua cái điểm khác biệt giữa 2023 và 2024 nha các bạn, như thế nào nha các bạn ơi. Hiện tại thì cái bản 2024 thực sự là sẽ đem đến cho các bạn một cái sự thất vọng, bởi vì là giữa 2023 và 2024 nó sẽ không khác nhau là mấy, chỉ khác nhau về cái phần mặt nạ trước của bản 2024 sẽ được mạ chrome cao cấp và logo Future 3D làm tăng thêm cái vẻ lịch lãm sang trọng cho mẫu xe. Hệ thống đèn thì cao cấp với đèn chiếu sáng phía trước dạng LED bền bỉ và có cường độ sáng mạnh. Mặt đồng hồ thì dạng vòm rộng, dễ dàng quan sát hơn. Và hiện tại thì bản 2024 cho ra mắt với 3 phiên bản, đó là tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt. Với bên bản phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ được hệ thống phanh đĩa vành nam hoa thì sẽ được trang bị bởi màu sơn, đó là màu xanh đen. Và phiên bản cao cấp thì sẽ là phanh đĩa vành đúc có màu sơn là màu đỏ đen này, màu xanh đen và thêm đó là màu trắng đen. Và cuối cùng là phiên bản đặc biệt là phiên bản giá nó sẽ cao một chút, đó là được trang bị bởi hệ thống phanh đĩa vành đúc và có thêm màu xanh đen và màu đen vàng. Màu đen vàng thì hiện tại năm nay mới cập nhật luôn nên là cái màu nó sẽ rất là sáng tạo hơn một chút ha các bạn ơi. Và hiện tại thì Mai sẽ cập nhật cái giá bán của em 2023 nha các bạn. Hiện tại thì giá của em 2023 này thì giá chỉ từ 33 triệu đồng thôi ha. Giá này thì Mai đã bao VAT cho các bạn luôn nha các bạn. Và hiện tại cửa hàng An Thịnh Phát thì luôn báo giá đúng ha. Thủ tục mua góp thì chỉ cần căn cước công dân gắn chip đủ 18 tuổi không nợ xấu, và Mai hỗ trợ trả trước cho em xe này chỉ từ 3-4 triệu đồng trở lên là có thể rước xe về. Cửa hàng Mai thì có thu xe cũ này, đổi xe mới, có hỗ trợ ship xe toàn quốc trên 63 tỉnh thành luôn. Mọi người cứ liên hệ qua số hotline Zalo của Mai để được tư vấn cũng như là được hỗ trợ ship xe về tận nhà cho các bạn luôn ha. Và mọi người liên hệ đặt lịch trước với Mai thì sẽ được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay của Mai nha. Xin chào.